Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Mèo đây. Và hôm nay, chủ đề về clip lần này mình sẽ nói về một vài tip nho nhỏ để các bạn đánh cái challenge này, đó là 2v2 Touchdown Elite Challenge. Thì chúng ta sẽ có một lần free vào đây. Thì các bạn cũng biết là cách sẽ đánh như thế nào. Tuy nhiên mình sau những ngày mà mình luyện tập thì mình chỉ rút ra được hai chiến thuật cho cách đánh này. Thì đầu tiên, đối với chiến thuật đầu tiên là lưu ý đầu tiên là các bạn nếu được chọn thì các bạn hãy chọn những cái thẻ như có tốc độ như kiểu là Ram này, thứ hai là Hawk Rider, thứ ba là con Prince hoặc là Dark Prince, thứ tư là Dark Goblin và thứ năm là Cannon Cat, Lobo Yak chẳng hạn cũng được. Những con mà có tốc độ cực kỳ nhanh, đó là những con mà có thể chớp thời cơ bất cứ lúc nào. Vì vậy, chiến thuật đầu tiên là các bạn hãy chọn những con, nếu được chọn thì các bạn hãy chọn những con có tốc độ cực nhanh, tốc độ push down nữa. Và thứ hai là các bạn, tip thứ hai là chiến thuật thứ hai là các bạn sẽ chọn những con mà có kiểu đánh là đánh dồn quân. Một là đánh trước thời cơ, hai là đánh dồn quân. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào từng chiến thuật một với cách đánh mà đánh trước thời cơ với những con có tốc độ nhanh nhất. Ok, thì các bạn xem trận. Đây, giữa Balloon và Ram thì chắc chắn mình chọn Ram. Tại vì con Ram này là tốc độ, con số khả năng push down này. Con Balloon này thì cũng được nhưng mà trước thời cơ của nó rất là chậm, tại vì con này di chuyển rất chậm. Thấy cái đội bạn đối phương đã có đồng đội của mình đã có Hawk và có Prince, thì mình chọn cực kỳ đơn giản thôi, khá là nhàn cho cái tờ bài này. Thì bạn đồng đội của mình chọn cái bài khá là thông minh, vâng, và bây giờ đã có Hawk, có Prince rồi và có cả Dark Goblin rồi. Thì tuy nhiên đánh ở trong những chiến thuật này thì các bạn nên giữ các cái thẻ bài tốc độ này ở để chất thời cơ, chứ các bạn đừng bao giờ thả liền ngay lập tức. Nếu thả liền ngay lập tức là các bạn lộ bài ngay đấy. Các bạn có thể thấy là khi mà hop mà đồng đội của mình thả cũng khá là thông minh, tuy nhiên thì hơi giảm thả hơi cũng hơi sớm đấy. Bây giờ mình tấn công cả Ram, cả con Duckpin là con Prince đó. Đấy, các bạn thấy là một pha công cực kỳ là đơn giản thôi, trước thời cơ rất là tốt của Ram. Tiếp theo là round 2. Với những con có tốc độ nhanh như vậy thì các bạn chỉ có một cái đánh đó là trước thời cơ thôi. Hầu hết mà khi mà các bạn thấy là đối phương đã thả những kiểu mấy cái building mà nó đã lệch về một phía rồi, các bạn sẽ thả ngay Hawk, thả ngay Ram, thả ngay Prince ở một bên phía còn lại. Đấy, các bạn có thể là con Hawk chạy một cách cực kỳ là thoải mái, và nhưng mà nó vẫn bị kéo lại đó lại bởi cái nhà goblin hết. Và mình đã để sống một con IC Free. Đấy, các bạn có thể thấy là họ cách đánh dồn quân ở trong chiến thuật này đấy. Khi mà đối phương họ không có những con Hawk, không có những con PC, không có những con Ram thì họ lại đánh kiểu là đánh dồn quân. Họ sử dụng tank dồn quân và đánh thôi. Một điều nữa là khi mà ở trong cái chơi lần này ấy, thì các bạn phải tốn mất 100 gem cho lần tiếp theo. Tuy nhiên thì mình thấy là tốn 100 gem cũng khá là đáng khi mà đồng đội của bạn có thể là ngồi chơi cạnh nhau, hai người có thể ngồi chơi cạnh nhau thì sẽ rất là tốt. Và các bạn có thể thấy là con Prince mình tốc độ rất tốt, làm việc cực kỳ hiệu quả. Đấy, họ thả rất là thông minh khi thả ngay tanh đầu tiên. Sau đấy là họ sẽ dùng ba mất hoặc những con khác để tấn công. Ở trong cái lúc này thì con hop của mình đã có thời gian cực kỳ là tốt rồi. Bây giờ nó chỉ
Đấy. Vâng, nhưng mà vẫn bị chặn. Vẫn bị chặn. Vâng, ở trong cái bài này cũng... Vâng. Hai con gốc đem con. Gốc đem con. Vâng, khi mà thấy là đối phương họ thả con golem ở bên kia, họ chắc chắn là họ sẽ còn rất ít Eli, và vì vậy mình sẽ tấn công ở bên phía bên còn lại và sau đó là sẽ thủ. Thì các bạn lưu ý nhé, đừng thả một cách bừa bãi để tốn hết Eli, mà bạn phải tính Eli để sao cho các bạn vẫn còn Eli để thủ con golem đấy. Họ thả quân cũng khá là hợp lý, khá hợp lý khi mà mình combo như vậy mà họ vẫn đủ Eli để có thể thủ được cả đám của mình. Vâng, họ thả không minh lắm khi mà ba con Mus ra ngoài cả các Spiky ở cùng một chỗ, họ bị poison luôn. Ở trong cái bản update lần này thì Sparky cực kỳ là mạnh. Đấy, mình sẽ công ngay Ram và Hawk ngay hai bên. Công hai bên như vậy thì đối phương sẽ rất là mệt khi mà thủ cả hai bên. Mà thủ cả hai bên thì rất họ mà sẽ bị chia lực lượng ra và rất là khó. Đấy. Vâng, bây giờ Prince của mình đã lên rồi. Tăng tốc độ lên. Prince Twin, come on. Họ không dám thả con Nguyên giác ở ngay trước mặt con Prince vì nó sẽ bị farm rồi chết. Và một cách cực kỳ là đơn giản và hiệu quả. Ok, và chúng ta đến với chiến thuật thứ hai, đó chiến thuật gọi là dồn quân. Chiến thuật này mà áp dụng khi mà chúng ta sẽ không được lựa chọn những con có tốc độ nhanh. Vì vậy là chúng ta phải đánh kiểu dồn quân. Và đánh dồn quân thì chắc chắn là các bạn phải sử dụng tank. Ở trong chiến thuật nào cũng vậy, các bạn phải sử dụng tank. Tuy nhiên thì ở trong những tình thế này thì bắt buộc tank phải thả ngay đầu tiên để các bạn phải có những cái có đủ Eli để thủ, vừa công lại vừa thủ nữa, tức là hỗ trợ công, hộ công. Này các bạn xem này, khi mà mình với lại đồng đội của mình cũng có cả có golem lại có cả lava nữa, tank cực kỳ tốt. Họ thải ngay con Ram ở góc bên phải, rất là thông minh. Và ở trong, phải nói là ở trong những cái trận đánh kiểu này thì do là việc Eli họ nó khá là chậm, vì vậy là các bạn chọn những cái deck mà nó rẻ một chút thì những quân rẻ một chút thì các bạn có thể gọi là xoay deck nhanh hơn. Vâng, và bây giờ là họ công ở hai bên thế này, họ công rất nhiều bên này thì mình rất là khó thủ, có thêm Eli cũng mình cũng rất là khó thủ trong turn này. Đấy các bạn thấy không, combo dồn quân thì ở trong chiến thuật mà đánh dồn quân thì các bạn phải là dồn về một phía, các bạn không thể đánh dồn về hai phía được, vì hai phía các bạn như vậy là sẽ loãng đội hình mà các bạn sẽ rất là khó để công, rất khó để thủ luôn. Vì vậy là nếu mà trong chiến thuật mà đánh dồn quân thì các bạn phải đánh một bên, còn nếu mà trong đánh trước thời cơ thì các bạn đánh hai bên cho mình, hai bên ba bên gì đấy, nói chung là cứ là chỗ nào thoáng thoáng thì cứ phóng rồi. Đây, và bây giờ là chúng ta đội của mình đã bị dẫn trước 1-0, chúng ta chờ xem là mình xử lý như nào ta. Thế như nào để có thể lượng dòng để trong những bài này. Đấy, tách ngay được con Wizard. Đấy các bạn có thể thấy đánh dồn quân như vậy thì Eli rất là nặng rồi. Các bạn cảm giác như lúc nào cũng thiếu Eli. Đấy, rất là khó. Tuy nhiên thì vẫn thủ tốt. Vâng, họ lining luôn.
họ line lên luôn để mình cả tanh. Mình thả ngay tanh luôn. Tuy nhiên thì sợ con Dark Goblin nó hơi manh động một chút là mình đấy các bạn ơi, đấy là bây giờ họ sẽ rất là khó, họ sẽ rất là thua khó thủ khi mà họ đang bị lỗi về Eli rất nhiều. Vâng, một mình lava khi mà họ đã không ra trụ. Thực ra là đội bạn một bên bên kia họ không đánh. Đấy, một bên kia họ không đánh. Ok, bây giờ mình sẽ tua nhanh một chút. Khi mà đồng đội bên kia họ không đánh thì bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ nói về cái chiến thuật là như nào thôi. Đấy, các bạn thấy là đánh rồi quân là như vậy. Rồi quân là như vậy, chúng bạn đánh một bên thôi, đánh một bên và căn làm sao để bên còn lại chúng ta vẫn có thể thủ được Eli. Và đấy là tất cả những gì mà mình gọi là mình đúc kết lại cho những gì mà kinh nghiệm của mình. Và mình bây giờ mình sẽ tóm tắt lại. Thứ nhất là chúng ta sẽ có hai chiến thuật. Thứ nhất là chiến thuật gọi là trước thời cơ, và thứ hai, chiến thuật thứ hai gọi là đánh dồn quân. Với chiến thuật thứ nhất thì các bạn nên chọn, nếu các bạn được chọn thì hãy chọn những con có tốc độ nhanh mạnh, rất tốc độ nhanh mạnh. Và cách đánh của nó là đánh hai bên đánh trước thời cơ. Còn đối với đánh dồn quân thì các bạn phải chọn deck có tanh này, đánh một bên dồn quân một bên và tính toán Eli như thế nào để các bạn có thể công bên này và có thể đủ Eli để thủ bên kia được. Đấy, đây là một tip quan trọng trong việc đấy. Và tất nhiên thì các bạn ở trong những deck nào thì các bạn cũng phải có tanh để hỗ trợ thủ cho các những con tiếp theo, con ở đằng sau. Và một điều nữa là các bạn luôn luôn phải có những kiểu mà có chop để thủ những con hawk. Đại loại là mình không có hawk, đối phương có hawk thì chắc chắn là mình phải có những con phải có spell hoặc là phải có building để thủ được hawk. Đấy là tất cả những gì mà mình đi quét lại. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share, subscribe kênh của mình. Cảm ơn. Nhớ subscribe để nó biết tí.